Chào mọi người, mình đang có mặt ở công viên Hùng Vương, thành phố Bến Tre. Giờ là cũng hơn 10 giờ rồi. Hôm nay mình có dịp đi chợ hoa. Mời quý vị cùng thưởng thức chợ hoa của mình. Đây là công viên Hùng Vương nối dài. Đoạn đường này, chợ hoa này dài hơn 2 km cũng băng qua. Giờ mình cùng theo dõi nha. Trước hết mình sẽ quay bên tay trái của mình nha. Xe cộ nhiều quá. Người đẹp mua người bán trong này thì thấy cũng có người mua. Tay phải của mình tức là mé bên trong, mé bên trong, mé bên đây là mé dưới sông, thì gần tới cây cầu Mỹ Quá này, cây tắc nè. Chặt chội rồi, tấp nập rồi. Đúng bè em ơi. Làm thì ít, tuần qua thì nhiều, quá, wow. Em mới chuyển tới nữa. Quá đẹp.
ngoài mấy sông à. Qua đẹp không? Ngoài này cần qua đẹp à? Thì ở cuối đường Hùng Vương thì 865 lô. Cúc Sơn Vĩnh Hòa, em ấp nào hả? Gãy gãy á, ở gần nhà thờ mà.